Nguyễn Đăng Khoa nói chú ơi, nói chuyện du hành thời gian đi chú. Nói chuyện du hành thời gian hả? Bữa giờ chú xuống đây 53 tuổi. Ở trên trời á, mấy vị nói chú chỉ xẹt ra có tích tắc giống như đứa nít mà chạy ra khỏi cửa nhà vậy. Chưa kịp chạy vô nữa. Mà giờ thấy ông gia nhân già. Thì cái thời gian nó là có thật. Du hành thời gian là có thật. Tất cả mọi mọi sự hiện tượng trên trái đất của này á, trong cả nghìn năm đều đã sắp đặt trước hết rồi. Thế nên cơ vận mà chạy theo 1.000 năm sau, 1.000 năm về trước đều là có hết. Người UFO cũng có, chú là người đầu tiên lên trên mạng nói là có UFO là sao, là gì? Mấy chị vị nói chú là có thì chú mới gan chú lên đây nói. Thì bây giờ là con thấy đầy hết nữa. Cả trong Quốc hội Mỹ hôm nay cũng bắt đầu sắp sửa tuyên bố thừa nhận, cũng một số quốc gia thừa nhận. Những lời chú nói là đều là tâm linh. Nhưng mà tâm linh á, những các chư thiên, các tầng trời ở trên á, họ cũng là như mình, một cái thành, một cái xã hội cực kỳ tinh vi. Còn mình là một cái xã hội cực kỳ thô kệch. Thì mình mới có cái xác phàm, mình đói mình ăn, rồi mình đi đứng bất tiện, rồi mình bệnh tật tối ngày trên kia, không có bệnh tật đi cũng không có cần phải tốn xăng nữa, nhắm mắt đó là cái dù cái là mấy tỷ cây số rồi. Đời sống ở bên trên trời á, rất là vui. Chú ở trển á, mấy vị nói á, là hai chân cởi hai ông rồng bay đi từ tầng trời này đi tầng trời kia, giỡn đùa với mấy cô tiên, tắm ao sen vàng, người chim biết ca lá đồ, thành phố này thành phố nọ, rất là vui sung sướng không chịu, mà nhất định nó xin cha xin mẹ xuống đây để ngồi ở đây chót chót với quý vị. Mà có nhiều người còn không trân trọng mà khổ, chịu nghiệp chung nữa, đủ ba đủ là hết bệnh này bệnh kia, tay chân giò cẳng. Ô vậy mà quý vị không thương.